Xin chào mừng toàn thể các bác quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Và tiếp tục clip ngày hôm nay thì em có về được mấy bộ mic dòng Beyer hàng bãi xịn nha mọi người nhá. Toàn những bộ tuyển chọn rất là đẹp. Đây đầu thu đây mọi người nhá. Đây này hay lắm. Giá mới thì hơn chục triệu, 13 14 triệu bộ, mà trong khi đấy hàng còn đẹp mướt mượt như này. Em bán giá 2 triệu 2 có nhá. Bao ship. 1, 2, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, giọng giọng ngạt mũi mà alo nó còn hay như vậy. Đây. Hay hay hay. 6, 7. Tiếng hay lắm, tiếng rất lực luôn. Và nó chi tiết. Ở dòng này thì tiếng dày dặn mọi người nhá. Và nó có cả phần bắt ốc khi mà các bác để vào trong tủ máy. Nó có tai bắt ốc này. Đấy. Bình thường những dòng mic kia thì nó không có tai, con này còn có tai. Và đầu thu rất đẹp. Tay mic đấy nha. Côn zin hết mọi người nhá. Đó. Giá 2 triệu 200 ngàn. Bao ship tặng đầy đủ phụ kiện chống lăn, chống nước các thứ đầy đủ cho anh em. Và dây 6 ly thì dây cái loại mà dây cắm kiểu chữ U ấy. Rất là tiện lợi nha mọi người nhá. Đấy. Em không có nhiều, có mấy bộ thôi. Đài này thì bao hay cho anh em đi làm đám cưới xô chậu các kiểu, nắp phòng hát, gia đình. Quá ok luôn các bác nha. Rồi anh em nào bộ kết thì nhấc máy alo cho Minh Vũ. Rồi chào các bác nha.